Mến chào quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như diều gặp gió, vượng vận quý nhân, giàu sang phú quý hơn người, tiền tài như ý, lộc lá đầy tay, đổi đời ngoạn mục. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải. Cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ký đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý ông bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri báo trước cực chính xác, đúng 7 ngày tới tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, gặp thời phất mạnh, khổ mấy cũng đổi đời đại gia, tiền vàng cứ thế ào ào kéo về nhét chật két, trả sạch nợ nần. Giàu sang phú quý bám thân, an nhàn hưởng phúc lớn. Kênh Minh Đường Tử Vi xin kính chào quý khán giả đã đến và quay trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, kính chúc quý khán giả luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và trải nghiệm được nhiều điều bổ ích để cuộc sống gia đình luôn an lành và thịnh vượng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Quý Hợi sinh 1983 thân mến, mọi người thường nói rằng mỗi người đều có một số mệnh riêng biệt, một số phận riêng với những biến động khác nhau. Có người gặp phú quý, có người phải đối mặt với khốn khó, và cũng có người may mắn và không may mắn. Ý nghĩa là số mệnh do chính chúng ta tạo ra, và hạnh phúc được tìm kiếm từ bản thân. Mặc dù vận may của một người có thể do trời ban, nhưng số phận cuộc đời lại là kết quả của những nỗ lực mà người đó bỏ ra. Khái niệm nghịch thiên cải mệnh không phải là phản đối ý thần mệnh, mà là mỗi người chúng ta đều đang dẫn thân vào hành trình tìm kiếm, khám phá và cải thiện số mệnh con người của mình. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý khán giả luận giải về vận trình tử vi của người tuổi Quý Hợi sinh 1983, đúng 7 ngày tới. Kênh Minh Đường Tử Vi sẽ giúp cho quý bản mệnh dự đoán vận trình công danh sự nghiệp, tiền bạc, tình duyên gia đạo và sức khỏe, cũng như những thuận lợi và khó khăn có thể gặp phải trong thời gian này. Đây là những thông tin chưa từng được tiết lộ, và chỉ cần chú ý nắm bắt vận may, quý bản mệnh sẽ đắc tài, đắc lộc, tiền về ngập két, hết khổ đổi đời thành công. Ngoài ra, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem liệu tuổi Quý Hợi có gặp phải những khó khăn nào trong thời điểm này, cách hóa giải ra sao để rước tài lộc may mắn về nhà. Mong rằng quý khán giả sẽ yêu thích video này và xem hết để nắm bắt cơ hội vàng đổi đời và giàu có viên mãn. Quý Hợi 1983 có bản tính lương thiện và khoan dung, họ cũng là kiểu người có tính cách thẳng thắn, hiền lành và ngây thơ. Đặc điểm này giúp Quý Hợi được mọi người xung quanh yêu mến và quý trọng. Quý Hợi được yêu mến không chỉ vì họ hiền hòa, mà bản thân họ có lòng bao dung và sẵn sàng giúp đỡ người khác khi có cơ hội. Phụ nữ Quý Hợi lại càng thú vị, họ không chỉ hoạt bát, nhanh nhẹn, có trí thức mà còn tốt bụng. Sau khi kết hôn, họ sẵn sàng trở thành mẹ hiền, dâu thảo. Đàn ông Quý Hợi cũng rất yêu gia đình, họ thường dùng sự lương thiện của mình để dạy dỗ con cái. Đặc điểm tính cách này lại khiến nhiều Quý Hợi trong công việc gặp chút bất lợi. Đó là khi chẳng may gặp phải thất bại thì họ dễ bị suy sụp nặng nề. Cho nên Quý Hợi cần chú ý tìm cách làm thế nào để bản thân vực dậy tinh thần, tiến bước về phía trước. May mắn là Quý Hợi có sự kiên trì và tinh thần cầu tiến trong công việc cao, nên họ sẽ sớm tìm được lối đi cho riêng mình. Một điểm sáng trong tính cách giúp Quý Hợi gặp được tài vận tốt, đó là họ thường tự tin trong công việc, không chỉ có ý chí kiên cường mà năng lực lãnh đạo của Quý Hợi cũng được thể hiện, giúp họ đưa ra được nhiều phương pháp xử lý công việc ổn định. Ý chí của Quý Hợi còn thể hiện ở chỗ, khi gặp vấn đề khó khăn, họ đều suy xét kỹ lưỡng, cho nên phần lớn công việc của họ đều được giải quyết thỏa đáng. Khi làm việc, Quý Hợi có khả năng tập trung cao độ, khi đã đặt ra mục tiêu cũng sẽ dốc toàn tâm, toàn lực để thực hiện. Đôi khi Quý Hợi dồn hết tâm trí vào công việc mà quên đi những gì đang xảy ra xung quanh. Có nhiều Quý Hợi thời niên thiếu gặp không ít khó khăn, đến khi trưởng thành,
Họ rất tích cực làm việc, phát triển bản thân để tạo cho mình cảm giác an toàn, sự tích cực, phấn đấu vươn lên trong bất kỳ hoàn cảnh nào của Quý Hợi chính là điểm đáng quý. Đây cũng là chìa khóa giúp họ mở ra nhiều cơ hội quý báu trong đời. Quý Hợi sẽ có xu hướng tính cách đa dạng khi sinh vào các mùa khác nhau trong năm, nhưng họ đều có điểm chung là rất biết cách đối nhân xử thế. Quý Hợi sinh vào mùa xuân thường có tấm lòng nhân hậu, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Họ cũng chú trọng sự nghiệp, mặc dù được hưởng những điều kiện thuận lợi, nhưng Quý Hợi sinh vào mùa xuân vẫn luôn nỗ lực để đạt được nhiều thành tựu. Họ dành nhiều thời gian cho công việc và cũng rất ham học hỏi các tri thức mới. Quý Hợi sinh vào mùa hè thường có quý nhân giúp đỡ trong đời. Có lẽ ngay từ nhỏ đã được hưởng phúc khí, đạt được nhiều thành công dễ dàng, nên họ có thể lười biếng và có phần nhu nhược. Nếu như không tích cực nỗ lực thì khi gặp phải khó khăn họ dễ bị suy sụp. Lời khuyên dành cho Quý Hợi sinh vào khoảng thời gian này là đừng dựa dẫm vào người khác và nên không ngừng phát triển hoàn thiện bản thân mình. Quý Hợi sinh vào mùa thu có khả năng giao tiếp nhạy bén, được lòng mọi người. Những người sinh vào gian này cũng thường là người có địa vị xã hội, không chỉ biết cách ứng xử mà họ còn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, nên họ cũng tạo được nhiều mối quan hệ tốt. Quý Hợi sinh vào mùa đông vốn chịu nhiều vất vả từ nhỏ, tuy nhiên chính vì vậy mà trong họ có thể trưởng thành và chín chắn hơn so với Quý Hợi sinh mùa khác. Tính cách của họ ngay thẳng, không thích giấu giếm nên nhiều khi làm mất lòng mọi người. Ở một khía cạnh, những khó khăn họ gặp phải là do chưa biết khai thác nguồn tri thức trong cuộc sống, ngại va chạm, lười học hỏi. Cho nên lời khuyên dành cho Quý Hợi sinh vào mùa đông, nếu muốn cuộc đời thuận lợi, tài vận rực rỡ hơn thì phải năng đi ra ngoài nhìn xa trông rộng và không ngừng học hỏi nhiều điều mới. Nam mệnh tuổi Quý Hợi thường là những người coi trọng vật chất, đôi khi họ không coi trọng cả tiền bạc. Chính điều này đôi khi ảnh hưởng đến tài lộc của họ, không những tài lộc không mất đi mà lại ập về. Nam mệnh sinh 1983 thường có cơ hội kiếm được nhiều tiền, đường tiền tài mở rộng, ở tuổi này lại hay mất bình tĩnh, đôi khi ảnh hưởng đến tiền tài. Chỉ cần điều khiển được cảm xúc của bản thân là có thể hóa dữ thành lành. Những người này cần tu luyện tâm tính để khi làm việc tinh thần không bị ảnh hưởng bởi những tác động xung quanh và bản thân không bị lung lay trước những lời bàn ra, tán vào của người khác. Về phương tiện tình cảm thì nam mệnh Quý Hợi thường có xu hướng rất nghe theo lời người yêu hoặc vợ. Tuy nhiên, không phải họ không biết phân biệt đúng sai, chỉ là họ đang cố gắng nhường nhịn để vun đắp tình cảm mà thôi. Tuy nhiên, trong tình cảm bản thân nên có chứng kiến để về lâu về dài, xây dựng được mối quan hệ Quý Hợi và tôn trọng nhau. Trong sự nghiệp của mình, nam mệnh Quý Hợi thường không có ai để phù trợ, tự tay dựng lên cơ đồ, cho nên phải quyết định mọi thứ. Đôi khi có hơi mệt mỏi, nhưng sau những vất vả đánh đổi thì thành công sẽ nhanh chóng đến. Nữ mệnh tuổi Quý Hợi từng là những người sinh ra đã ngậm thìa vàng, sống một cuộc đời sung túc. Đôi khi có những người không may mắn sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn thì sau khi lấy chồng cũng được nhờ vả và sống một cuộc sống đầm ấm. Nữ mệnh Quý Hợi tính cách dù là những người ôn hòa, rất biết thân, biết phận. Trong con đường sự nghiệp thì được gia đình người thân phù trợ, vì thế cuộc sống rất an nhàn. Tuy nhiên, đôi khi trong công việc lại gặp phải kẻ ghen tị. Nữ mệnh Quý Hợi hơi nóng tính, điều này sẽ làm mất đi mối quan hệ và ảnh hưởng khá nhiều đến tiền tài. Vì vậy cần chú ý lời ăn, tiếng nói, ứng xử khôn khéo để có thể dĩ hòa vi quý hơn trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Bạn là những người suy nghĩ khá đơn giản nên hiếm khi thấy họ buồn rầu. Là người khá rộng rãi, không bao giờ tính toán quá chi li hay keo kiệt, sống khá đẹp và không bao giờ làm điều xấu sau lưng người khác, khá hiền lành, biết nhẫn nhịn, không thích lừa gạt người khác. Là những người thông minh và ham học hỏi, có mưu trí và nhanh nhẹn, và họ cũng là những người khá tốt trong giao tiếp, ăn nói. Họ biết hưởng thụ cuộc sống, không khiến bản thân rơi vào tình trạng buồn khổ. Họ có ý chí nên không bao giờ quan tâm đến chuyện bị người khác châm biếm và trêu CHOC. Vì vậy, có thể làm chuyện lớn, mọi thứ trong cuộc đời họ đều có kế hoạch, cũng có thể sống yên vui. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Quý Hợi sinh 1983, đúng 7 ngày tới. Người tuổi Quý Hợi sẽ trải qua nhiều biến động và thách thức. Với bản chất thông minh, vui vẻ và hài hòa, bạn luôn là người được mọi người yêu mến. Tuy nhiên, tử vi dự báo rằng trong thời gian này, bạn thường xuyên cảm thấy do dự trước những quyết định quan trọng. Sự lưỡng lự này không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân bạn
mà còn gây tác động đến tiến trình chung của tập thể. Bạn có thể cảm thấy mình đang đứng giữa ngã ba đường không biết nên bước tiếp hay quay lại, và chính sự trần trừ này là nguyên nhân cản trở con đường thành công của bạn. Đúng 7 ngày tới này, tử vi khuyên bạn nên tạm gác lại những ham muốn về danh lợi. Đây không phải là thời điểm lý tưởng để theo đuổi những mục tiêu lớn lao về sự nghiệp hay tiền bạc, vì có thể bạn sẽ không đạt được kết quả như mong đợi. Thay vào đó, hãy dành thời gian để học hỏi từ sách vở, từ những kinh nghiệm quý giá của những người đã từng trải qua khó khăn. Đôi khi những bài học từ quá khứ sẽ là chìa khóa giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn. Hiện tại một điểm quan trọng trong thời điểm này là bạn phải tự giúp chính mình, đừng trông chờ vào sự giúp đỡ từ người khác, bởi vì bạn mới là người hiểu rõ mình nhất. Hãy vạch ra một tầm nhìn rõ ràng, xác định mục tiêu cụ thể, và đặc biệt là chấp nhận rằng khó khăn là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Khi đối mặt với thử thách, hãy chủ động tìm kiếm giải pháp thay vì chờ đợi phép màu. Chính ấn là một ngôi sao may mắn trong tử vi sẽ luôn ở bên bạn, nhưng bạn cần phải kiên nhẫn. Mọi thứ sẽ diễn ra chậm rãi từng bước một, nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực, bạn sẽ gặt hái được thành quả đáng tự hào. Trong những tình huống tiêu cực, đừng vội buồn bã hay nản lòng. Mọi việc xảy ra đều có lý do của nó, và chỉ khi bạn biết cách tìm ra những mặt tích cực từ khó khăn, bạn mới có thể trưởng thành. Không ai là hoàn hảo, và bạn cũng không cần phải tự áp đặt mình phải trở thành người giải quyết mọi rắc rối một cách toàn vẹn. Điều quan trọng là học cách đối mặt với mọi thứ bằng một tinh thần lạc quan và bình tĩnh. Trong thời điểm này, cảnh báo từ sao Thái Tuế cũng không nên bị xem nhẹ, tai nạn bất ngờ có thể xảy ra. Vì thế bạn cần phải cẩn thận hơn bao giờ hết, đặc biệt là khi đi lại hoặc tham gia vào những hoạt động có nguy cơ cao. Trong công việc hãy tập trung vào những chi tiết nhỏ, không nên vội vàng hay lơ là. Khi xuất hành xa hãy kiểm tra kỹ lưỡng mọi thứ để đảm bảo an toàn. Về phương diện tình cảm, thời điểm này có thể bạn sẽ trải qua những cảm xúc khó diễn tả, là người khá nhạy cảm, dễ đồng cảm với người khác. Bạn có xu hướng đa tình và chính điều này đôi khi khiến bạn cảm thấy khó khăn trong việc kiểm soát trái tim mình. Bạn có thể dễ bị cuốn vào một mối quan hệ nào đó, thậm chí cảm thấy khó lòng dừng lại. Nhưng hãy tỉnh táo và suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về mặt tình cảm. Đúng 7 ngày tới là thời điểm mà tuổi Quý Hợi cần phải thận trọng và sáng suốt. Dù có thể gặp nhiều khó khăn, nhưng nếu biết cách đối mặt với chúng bằng sự kiên nhẫn và nỗ lực, bạn vẫn sẽ có cơ hội gặt hái những thành quả xứng đáng. Hãy tin tưởng vào bản thân và sẵn sàng cho những thay đổi tích cực. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện của tuổi Quý Hợi sinh 1983, đúng 7 ngày tới. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Quý Hợi sinh 1983, đúng 7 ngày tới. Đúng 7 ngày tới này, sự nghiệp của người tuổi Quý Hợi có thể đối diện với những thử thách không nhỏ. Tự hình xuất hiện khiến bạn dễ bị nóng vội, suy nghĩ tiêu cực và cảm thấy không hài lòng với tình hình hiện tại. Nhiều khi bạn cảm thấy mình đã nỗ lực rất nhiều, nhưng thành quả lại không tương xứng, không được đánh giá cao, như người khác, dẫn đến cảm giác bức bối, khó chịu. Điều này khiến bạn rơi vào trạng thái tự trách móc bản thân và dễ sinh ra tâm lý chán nản, mệt mỏi. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của thương quan trong thời điểm này dự báo những rắc rối nơi công sở có thể sẽ làm bạn phiền lòng. Bạn có thể gặp phải những mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc xảy ra tranh cãi với cấp trên. Những lúc như vậy, sự nóng nảy có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn, và bạn cần đặc biệt chú ý kiểm soát cảm xúc của mình. Hãy tỉnh táo hơn trong cách xử lý tình huống, lùi lại một bước để nhìn nhận sự việc một cách toàn diện hơn. Một lời khuyên quan trọng trong thời điểm này là không nên quá ôm đồm và nhận hết trách nhiệm về mình. Việc giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn là điều rất đáng trân trọng, nhưng bạn cũng cần biết giới hạn, đừng để người khác lợi dụng lòng tốt của bạn để rồi gánh hết trách nhiệm không thuộc về mình. Hãy khéo léo cân bằng giữa việc giúp đỡ người khác và việc bảo vệ quyền lợi của bản thân. Nếu bạn cảm thấy mỗi ngày đi làm trở thành gánh nặng, mất dần niềm vui và đam mê, đó là dấu hiệu cho thấy đã đến lúc bạn nên suy nghĩ về việc thay đổi. Dành quá nhiều thời gian ở một nơi làm việc mà bạn cảm thấy không còn sự hứng thú, trong khi tinh thần và sức khỏe bị bào mòn là điều không nên. Hãy tự hỏi bản thân liệu mình có đang lãng phí thời gian vào những thứ không mang lại giá trị tích cực hay không. Đôi khi thay đổi chính là chìa khóa để tìm lại niềm vui và hứng khởi trong công việc, và hãy nhớ rằng không bao giờ là quá muộn để bắt đầu một hành trình mới.
Xét về phương diện tài lộc của tuổi tuổi Quý Hợi sinh 1983, đúng 7 ngày tới. Đúng 7 ngày tới này, vận trình tài lộc của người tuổi Quý Hợi sẽ trải qua những biến động không ngừng với sự xuất hiện của sao Tứ Lục nhập cung chính đông. Dòng chảy vận khí của bạn trở nên thất thường, chỉ mới vừa thấy tài lộc thuận lợi, tình hình có thể đột ngột đổi chiều, khiến mọi kế hoạch tài chính của bạn rơi vào tình trạng bất ổn. Đây là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, sự cảnh giác và cẩn thận luôn là yếu tố then chốt để bảo vệ tài sản. Khi túi tiền đầy đặn, nhiều người thường bị cám dỗ bởi sự chi tiêu, thích mua những món đồ xa xỉ để thỏa mãn sở thích cá nhân. Tuy nhiên, thời điểm này lại yêu cầu bạn phải có sự tỉnh táo và tiết chế. Điều bạn học được trong giai đoạn này chính là việc lên kế hoạch tài chính cẩn thận. Hãy để ra một khoản tiền tiết kiệm phòng hở cho những rủi ro bất ngờ, bởi vận may không phải lúc nào cũng kéo dài. Đừng để sự đam mê với một món đồ nào đó khiến bạn rút sạch túi tiền đã dày công tích lũy. Hãy xem số tiền tiết kiệm này như một chiếc phao cứu sinh, giúp bạn vượt qua những đợt sóng bất ngờ của cuộc đời. Trong thời điểm này, việc thực tế và lý trí trong các giao dịch tài chính sẽ là chìa khóa thành công cho bạn. Các quyết định kinh doanh cần được xem xét kỹ lưỡng, tránh tình trạng nóng vội hoặc bị ảnh hưởng bởi cảm xúc nhất thời. Dù có bất kỳ cơ hội nào xuất hiện, bạn cũng cần phân tích một cách thận trọng, đánh giá kỹ càng về tiềm năng lợi nhuận cũng như rủi ro. Điều này sẽ giúp bạn tránh được những sai lầm không đáng, có và giữ cho dòng tiền của mình luôn trong tình trạng an toàn. Đối với những người tuổi Quý Hợi đang không ngừng tìm kiếm cơ hội làm ăn mới, thời điểm này có thể là thời điểm để bạn bắt đầu xây dựng một nền tảng kinh doanh vững chắc. Các dự án mới có khả năng mang lại nguồn lợi nhuận ổn định, nhưng điều quan trọng là bạn phải biết kiên nhẫn và chờ đợi thời cơ. Lợi nhuận không đến ngay lập tức, nhưng với sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng, bạn sẽ thấy rằng những nỗ lực của mình bắt đầu đơm hoa, kết trái. Nhìn chung, đúng 7 ngày tới là thời điểm mà tài lộc của người tuổi Quý Hợi đòi hỏi sự kiên nhẫn và cẩn trọng. Dù vận may có đến, nhưng nếu không biết cách quản lý tài sản có thể dễ dàng tuột khỏi tầm tay. Hãy nhớ rằng tiền bạc không chỉ là công cụ để thỏa mãn những mong muốn nhất thời, mà còn là nguồn lực để bạn vượt qua những giai đoạn khó khăn. Việc bạn biết cách kiểm soát và tích lũy sẽ quyết định sự bền vững của tài chính trong tương lai. Thời điểm này, hãy đề cao tính thực tế, tránh xa những cám dỗ vật chất không cần thiết. Hãy dành thời gian để hoạch định cho sự phát triển dài hạn. Bạn sẽ không chỉ bảo vệ được những gì mình đã có mà còn tạo dựng được một nền móng tài chính vững chắc cho những năm tháng sắp tới. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Quý Hợi sinh 1983, đúng 7 ngày tới. Đúng 7 ngày tới, với nhiều bận rộn và áp lực công việc, chính là thời điểm người tuổi Quý Hợi cần đặt sức khỏe lên hàng đầu. Giai đoạn này không chỉ đơn thuần là những thay đổi về mặt thể chất, mà sức khỏe tinh thần cũng đang gánh chịu những tác động không nhỏ. Đôi khi bạn có thể cảm thấy công việc, gia đình và cuộc sống hàng ngày tạo nên một áp lực vô hình, khiến tinh thần trở nên căng thẳng mà chính bạn cũng không nhận ra. Điều quan trọng nhất trong thời điểm này là bạn phải học cách lắng nghe cơ thể mình. Đừng để những suy nghĩ tiêu cực hoặc lo âu chiếm lấy tâm trí, bởi chúng có thể là nguồn cơn dẫn đến những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Bạn có thể cảm thấy mình vẫn đang kiểm soát mọi thứ tốt, nhưng thực tế những mệt mỏi về tinh thần đang dần ăn mòn năng lượng của bạn. Lời khuyên cho bạn là hãy dành thời gian cho bản thân, tìm đến những phương pháp giúp giải tỏa căng thẳng như yoga hoặc thiền định. Những phương pháp này không chỉ giúp bạn thanh lọc tâm trí mà còn cải thiện tinh thần, giúp bạn đối diện với cuộc sống một cách bình tĩnh và sáng suốt hơn. Trong thời điểm này, bạn cần đặc biệt chú ý đến chế độ ăn uống của mình. Việc tiêu thụ quá nhiều đồ ăn xấu, lạnh hoặc các món ăn bổ béo khó tiêu có thể gây tổn thương cho tỳ và dị, dẫn đến các vấn đề về tiêu hóa, sức khỏe đường ruột, ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ cơ thể. Do đó, việc lựa chọn những thực phẩm dễ tiêu và bổ dưỡng là điều cần thiết. Đừng chỉ chú trọng đến việc thưởng thức món ăn ngon, mà hãy quan tâm đến cách mà cơ thể phản ứng với những gì bạn ăn. Ngoài ra, thời điểm này có sự ảnh hưởng của Thái Tuế, vì thế bản mệnh cần cẩn trọng hơn khi di chuyển, đặc biệt là khi xuất hành xa. Đừng vì quá bận rộn hoặc quá vội vàng mà bỏ qua sự an toàn của bản thân. Việc chú ý đến từng chi tiết nhỏ trong quá trình đi lại, đặc biệt là khi bạn lái xe hoặc tham gia các hoạt động giao thông, sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ gặp phải các sự cố không mong muốn. Nhìn chung, đúng 7 ngày tới không chỉ là thời điểm để bạn tập trung vào sự nghiệp hay tài lộc, mà còn là lúc để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của chính mình,
cơ thể và tinh thần đều cần sự quan tâm đặc biệt. Trong giai đoạn này, đừng để những áp lực công việc hay cuộc sống cuốn bạn đi mà quên mất việc nghỉ ngơi, thư giãn. Hãy dành thời gian để tái tạo năng lượng, tìm lại sự cân bằng cho tâm hồn. Hãy luôn nhớ rằng sức khỏe chính là nền tảng quan trọng nhất cho mọi thành công. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Quý Hợi sinh 1983, đúng 7 ngày tới. Đúng 7 ngày tới này, người tuổi Quý Hợi sẽ cảm nhận được sự chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống tình cảm nhờ vào sự ưu ái đặc biệt từ vũ trụ. Những vì sao chiếu mệnh đang mang lại cho bạn cơ hội để thăng hoa trong tình yêu, làm mới lại các mối quan hệ với những ai đang độc thân. Một nửa kia có thể bất ngờ xuất hiện khiến bạn không khỏi bồi hồi và choáng ngợp. Người bạn đã mong chờ bấy lâu sẽ đến vào lúc bạn ít ngờ nhất, mang theo sự ấm áp, thấu hiểu mà bạn luôn tìm kiếm. Tình yêu lúc này như một ngọn lửa âm ỉ sưởi ấm trái tim bạn sau những ngày dài cô đơn. Đối với những người đã có đôi, thời điểm này là cơ hội để cả hai cùng nhau điều chỉnh lại cách giao tiếp, tạo ra một mối quan hệ cân bằng và hài hòa hơn. Dù tình yêu đã qua nhiều thử thách, nhưng chính lúc này lại là thời điểm bạn nên nhìn nhận lại cách cư xử của mình. Đôi khi việc quá lý trí, luôn tìm cách kiểm soát hay yêu cầu từ đối phương, sẽ làm mất đi sự tự nhiên trong tình yêu. Nếu bạn biết lùi bước, biết bao dung hơn cho những thiếu sót của người bạn đời, tình cảm sẽ trở nên dễ chịu và sâu sắc hơn. Trong tình yêu, không phải lúc nào cũng cần phân định rạch ròi giữa đúng và sai, giữa trắng và đen. Những cuộc tranh luận hay bất đồng sẽ luôn tồn tại, nhưng thay vì tìm cách giành chiến thắng, hãy chọn cách nhượng bộ, đặt mình vào vị trí của đối phương. Điều này không chỉ giúp bạn giữ được sự hòa thuận trong mối quan hệ, mà còn làm cho tình yêu trở nên bền vững hơn theo thời gian. Hãy nhớ rằng, tình yêu không phải là cuộc chiến để phân thắng bại, mà là sự đồng hành, chia sẻ và thấu hiểu lẫn nhau. Bên cạnh đó, thời điểm này còn mang đến cho bạn cơ hội để làm mới tình cảm, tạo ra những khoảnh khắc lãng mạn mà cả hai có thể cùng trải qua. Hãy tận dụng khoảng thời gian này để xây dựng lại sự gần gũi, tăng cường kết nối với người bạn đời bằng những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt nhưng đầy ý nghĩa. Một bữa tối ấm cúng, một cuộc trò chuyện chân thành hay một cái ôm đúng lúc có thể làm tan biến mọi khúc mắc trong lòng cả hai. Đúng 7 ngày tới sẽ là thời điểm để người tuổi Quý Hợi đón nhận những điều tốt đẹp trong tình duyên. Tình cảm sẽ nở hoa nếu bạn biết cách nuôi dưỡng và chăm sóc cho mối quan hệ của mình. Hãy trân trọng và giữ lấy những giây phút bình yên bên người bạn yêu thương, bởi đó chính là nguồn năng lượng giúp bạn vượt qua mọi sóng gió trong cuộc sống. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết đúng 7 ngày tới của tuổi Quý Hợi sinh 1983. Kênh Minh Đường Tử Vi sẽ phân tích chi tiết ảnh hưởng sao chiếu mệnh lên từng phương diện cuộc sống, giúp bản mệnh đón lành, tránh dữ và làm giàu thành công. Đầu tiên là tử vi từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 10 âm lịch của tuổi Quý Hợi sinh 1983. Trong những ngày này mang đến cho tuổi Quý Hợi những khởi đầu đầy hứa hẹn, nhưng cũng không kém phần thử thách. Bạn sẽ cảm nhận được sự hỗ trợ từ chính ấn, nhưng đừng vì thế mà chủ quan. Đây là thời điểm bạn cần xác định rõ mục tiêu của mình và hướng đến những hành động cụ thể trong công việc. Có thể bạn sẽ gặp phải vài khó khăn nhỏ, nhưng nếu bạn kiên trì và tập trung, thành quả sẽ đến một cách chắc chắn. Tài lộc trong thời điểm này có sự biến động, đôi khi lên, đôi khi xuống thất thường. Những khoản tiền nhỏ có thể bất ngờ đến, nhưng cũng có thể tiêu tán nhanh chóng nếu bạn không quản lý tài chính cẩn thận. Lời khuyên dành cho bạn là hãy để ra một khoản tiền tiết kiệm ngay khi có cơ hội để phòng ngừa cho những tình huống bất ngờ. Về sức khỏe, thời điểm này có thể xuất hiện một số dấu hiệu mệt mỏi do căng thẳng công việc. Đừng để mình bị cuốn vào guồng quay bận rộn mà quên mất việc nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân. Yoga hoặc thiền định sẽ là phương pháp tốt giúp bạn cân bằng lại tinh thần. Về tình duyên, đây là thời điểm mà người tuổi Quý Hợi nên mở lòng hơn với những mối quan hệ xung quanh. Nếu bạn đang độc thân, đừng ngần ngại gặp gỡ và kết bạn mới. Cơ hội để tìm thấy một người bạn đồng hành không xa và bạn cần sẵn sàng đón nhận. Những người đã có đôi cần chú ý lắng nghe đối phương nhiều hơn, đừng để những hiểu lầm nhỏ làm ảnh hưởng đến tình cảm. Tiếp theo là tử vi từ ngày 21 cho đến ngày 24 tháng 10 âm lịch của tuổi Quý Hợi sinh 1983. Trong thời điểm này mở ra nhiều cơ mới cho người tuổi Quý Hợi, đặc biệt là trong công việc, bạn có thể nhận được lời mời hợp tác hoặc cơ hội thăng tiến. Nhưng hãy cẩn thận trước khi đưa ra quyết định, đôi khi những điều tốt đẹp
không đến dễ dàng và bạn cần đánh giá kỹ lưỡng trước khi cam kết với bất kỳ dự án nào. Vận tài lộc trong thời điểm này cũng có dấu hiệu khởi sắc, tuy không phải là khoản tiền lớn nhưng những cơ hội tài chính nhỏ lại xuất hiện đều đặn. Điều quan trọng là bạn biết nắm bắt thời cơ và tận dụng mọi nguồn lực mình có để tối ưu hóa lợi nhuận. Sức khỏe của bạn trong thời điểm này cần được chú ý hơn, những thay đổi thời tiết có thể ảnh hưởng đến hệ miễn dịch. Vì vậy, hãy giữ ấm cơ thể và bổ sung dinh dưỡng hợp lý. Đừng quên dành thời gian thư giãn, tránh để căng thẳng kéo dài ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Tổng thể về mặt tình cảm, thời điểm này có thể mang đến một chút căng thẳng trong mối quan hệ của bạn, đặc biệt là với những người đã có gia đình. Sự khác biệt về quan điểm sống có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến những cuộc tranh luận không đáng có. Hãy kiên nhẫn và lắng nghe đối phương để hiểu rõ hơn vấn đề, thay vì cố gắng giành phần thắng về mình. Quý khán giả thân mến, đời người khác nhau chỉ ở một ý niệm, tốt thì thành Phật, xấu thì thành ma. Nhìn thế giới bằng ánh mắt lạnh lùng sẽ cho thấy cuộc đời tàn khốc. Vô tình nhìn thế giới bằng trái tim ấm nóng, cuộc đời ấm áp và đầy tình người. Xuân cảnh là do tâm sinh, vận mệnh của đời người tốt hay xấu hoàn toàn do mình mà ra, phụ thuộc vào chính ý niệm của chúng ta. Nếu số mệnh đã nằm trong tay, bạn sẽ lựa chọn hướng đi của cuộc đời mình ra sao? Cuộc đời vốn không có thứ gì tốt tuyệt đối hay xấu tuyệt đối. Nếu như đã có lựa chọn của riêng mình rồi, hãy dũng cảm bước tiếp, đừng chỉ chờ đến khi có ai đó khích lệ thêm lòng tin của mình. Trong cuộc sống không tồn tại cái nào cao, cái nào thấp, chỉ có ta muốn lựa thế nào mà thôi. Đời người ra sao chẳng qua chỉ nằm ở một ý niệm từ bản thân ta quyết định ý niệm đó là tốt nhất. Không cần phải mượn tay người khác, bản tâm thiện thì hưởng phúc báo, tâm ác tự khắc nhận ác báo. Một ý niệm quyết định thiện ác, tâm sinh thiện, hành động cũng hướng tới những điều thiện. Mệnh số tự khắc có phúc báo, nhưng nếu tâm sinh ác làm ra những điều xấu xa, ác báo tự khắc tìm đến rất lâu. Cuộc đời ra sao do chính ta quyết định. Trong thực tế, tất cả những rắc rối khiến chúng ta muộn phiền đều là do chúng ta cố níu kéo, cố chấp, không chịu buông tay. Nhưng một khi chúng ta quyết định buông bỏ, ta cũng sẽ không mất đi cái gì. Thứ duy nhất mà ta mất chính là nỗi muộn phiền kia. Mỗi người lại có một cách hiểu khác nhau về cùng một sự vật, sự việc hay cùng một câu nói. Sử dụng nó như một bài học khích lệ bản thân, để dù có gặp phải bất cứ chuyện gì khiến mình phiền lòng cũng sẵn sàng bỏ qua, không để những tổn thương khiến bản thân trở nên mềm yếu. Vì thế, đừng vội vã chạy ngay đến giới thành công. Thay vào đó, hãy bước từng bước chậm rãi, chắc chắn ngay từ đầu để nửa chừng không có bất kỳ trắc trở nào. Khi bạn tự tin vào chính mình, thành công sẽ nằm trong tầm tay của bạn. Cuộc sống này vốn luôn đầy đủ các vị đắng, cay, ngọt, chua, chát. Đi hay ở, nắm lấy hay từ bỏ, ân oán hay quên đi chẳng qua chỉ là do suy nghĩ của mỗi con người. Chính vì vậy, khi ta quyết định một việc gì đó, hãy bỏ tâm sức ra, suy nghĩ nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn. Bạn sẽ nhận được kết quả xứng đáng với sự cố gắng của mình. Đừng vì chưa thấy kết quả mà đã vội vàng chán nản từ bỏ, và cũng đừng cho rằng thành công là do số trời ban tặng mà không cần làm gì cả. Người há miệng chờ sung sẽ chẳng bao giờ tới đích. Người thành công là người vấp ngã nhiều nhất. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, quý khán giả có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình để cùng nhau đón những điều may mắn đúng 7 ngày tới này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả ở các video tiếp theo.